satisfaction ain't satisfaction in me. A little more fat, a little less fat, a little less fat, a little more fat. I know you're about to go through your heart, baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Kính thưa quý vị, Công Thành. Trái tim nữa. Và kính thưa quý vị, một lần nữa lại xin được kính chào tất cả quý vị. Không, em này là tim ngược đây này. Em thích làm vậy, ngược lại không với anh. Phải, cái này không trái phải tim của anh béo à? Không hiểu, cái này nhìn tim không của phải em tim. Nó mới đúng tim giống, hơn. Giống mề gào à. À, giống mề gà, đúng rồi. Và kính thưa quý vị, có cô anh ở Florida, người bạn của tôi là người Mỹ, đang ngồi xem chương trình với tôi. Xin hỏi lý do nào anh chọn tên show là Công Thành Show, sử dụng chữ show bằng tiếng Mỹ mà không phải là bằng tiếng Việt. Cô anh ơi, kiếm cái chữ show tiếng Việt không ra. Bây giờ cô anh muốn đổi nó là cái gì, cô anh cho Thành biết coi. Show bây giờ đổi cái gì? Tại vì bên Mỹ ai cũng xài cái chữ show thôi. À, mình đổi đi Thành Thành. Đổi gì? Công Thành Thao. Cái gì? Show với Thao nó cũng gì đó. À, dạ, Công dạ, Thành dạ. Thao. Chậu đi. Thao chậu gì đó. Chậu á. Công Thành Thao. Oh, I see. À, Nguyễn Hồng Nhung rất là dễ thương, tôi rất là thích. Cảm ơn. À, cô. Cô à, anh. Chị. Cô. Cô anh ở bên Florida. Chị Phương Anh, Kentucky. Anh Nghĩa Sơ ơi, nói lại thêm lần nữa về cái toa thuốc giúp cho bệnh người của anh. Tôi rất thích chương trình Công Thành Show và chương trình của đài VHN TV. Và cô Phương Anh, một cấp giấm táo, một cấp nước gừng, một cấp nước tỏi và một cấp nước chanh. Đúng. Đó, xong rồi nấu lên 30 phút cho cạn còn 3 cấp. Chế ra còn lại 3 cấp. Đổ thêm 3 cấp. Mật ong. Mỗi ngày uống một muỗng. Đả thông tim mạch. Để to lớn giống như anh Công Đấy, Thành. Đúng rồi, và mập mạp giống như anh Nghĩa Sữa. Thảo ở Maryland chúc chú Công Thành và Nguyễn Sữa được vui vẻ. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung có thể hát bài 10 năm tình cũ để tặng cho ông xã của tôi được không? Ôi. Ông xã của tôi là fan của chị, nên chị có thể ca bài đó được không? Em cầm cái micro, em làm một câu cho anh. Tông gì? À, nhưng mà bài này là của nam mà. Có bao giờ ca sĩ nữ hát đâu anh. Hát? Lin hát bài này. Thì giọng chị Lin cao. À, tông gì ta? Mà em cũng không có thuộc lời, em chỉ thuộc có một câu đầu. Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Đủ. Mười năm không gặp. Ok. Chuẩn bị lấy hơi. Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Cho mưa bay đi để lòng vẫn anh ơi, bên kia có còn mong chờ. Em chỉ có cần, quý vị chỉ cần chút xíu như vậy thôi là rất là vui rồi. À, cô Tuyết California, cô thấy Hồng Nhung hát càng ngày càng điêu luyện. Cô mừng cho cháu và ông xã của cháu được hạnh phúc. Dạ, cảm cô ơn Tuyết. Cô Tuyết Cali nhé. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Cháu sẽ cố gắng giữ mãi lời chúc của cô. Bây giờ nó anh Thành. Bây giờ nó chỉ biết có chồng nữa thôi à. Ừ, đấy. Anh Danny San Francisco, anh là fan của ca sĩ Hồng Nhung. Hôm nay Nguyễn Hồng Nhung đẹp và trẻ quá. Chồng của Nguyễn Hồng Nhung thật là có phước mới lấy được Nguyễn Hồng Nhung. Và sao? Tôi mới đi coi show của Hồng Nhung ở Sacramento. CD nào của Hồng Nhung anh cũng có mua hết. Anh rất là thích chương trình Công Thành và đài VHN, tuần nào cũng đón xem hết. Cảm ơn anh Danny trước. Dạ,
À, em cảm ơn anh Danny, nhưng mà em trách anh Công Thành là tại sao anh đọc chữ có phước mà anh nghiến răng lại anh nói như thế. Đây, 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 đây. Một... Tại vì em tin là anh Danny không có ý như vậy. Một một chồng không đủ tiền tiêu, 10 chồng góp lại sáng chiều shopping nhớ nhé. Anh ấy dán cái câu này đầu giường mỗi lần chị Linh chị ngủ dậy là chị nhìn thấy nên chị mừng lắm. Anh Ali Hoàng Florida nữa nghĩa thì mà mình phải qua làm hello anh Công Thành again. Nguyễn Hồng Nhung hát bài Biển Vắng được không? Hồng Nhung hát rất là hay và xinh xắn lắm. Biển vắng một câu. Biển vắng như nào? Ai biết? Em chỉ biết biển đông, em không biết biển vắng. Anh Ali Hoàng hả? Thưa với anh là Nguyễn Hồng Nhung không có đấy là mưa trên biển vắng chứ không phải là bài biển vắng. Mưa trên biển vắng một câu. Hai dòng. Biển vắng hay biển cạn? Đúng rồi, đây này. Biển cạn hay biển vắng à? Anh Ali là bầu show ở Florida. Yeah. Ông Ali hả? À, ông Ali chứ còn ai? Nhớ nhá, hát xong hai câu này là Công Thành Lin Harry chúc Nguyễn Hồng Nhung qua Florida nhá. Nghĩa sữa đi theo. Chắc là bài biển cạn đó. Hả? Dạ, em nghĩ là bài biển cạn chứ không bài biển vắng đâu. Nếu mà biển vắng thì phải là mưa trên biển vắng. Thì chắc là biển cạn đó. Thì bao giờ anh cạn hay vắng nói, thế nói đúng tên. Ok, hát đại bài biển cạn nhá. À. Hát một câu nhá. Ừ. Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng. Lời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn núi đau. Tình anh quá sóng reo nào nề, hai âu không về, vắng anh trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan, ngàn năm nỗi hóa kiếp mấy ngàn cô đơn biển cả. Quá hay. Ali. Sao em hát xong lại đeo kính vào đấy nào? Ali, gọi vào book show nhá. Chú Bình ở Texas. Em hát mà đến nỗi mà anh mờ cả mắt, nước mắt nó chảy ra bây giờ. Em hát xong anh già đi mấy chục tuổi. Đúng rồi. Hôm nay Nguyễn Hồng Nhung nhìn rất là trẻ. Kiểu tóc nhìn giống như búp bê. Cung cách của Nguyễn Hồng Nhung rất là thoải mái và đơn giản. Tôi rất mừng cho cô sau những dập dồn của cuộc sống. Nhưng vẫn đứng vững và tiến tới. Hiện giờ tôi rất thích tiếng hát của Nguyễn Hồng Nhung. Chú Bình ở Texas. Cảm ơn chú Bình rất nhiều. Xin cảm ơn chú. Dạ. Chị Tố Trần ở Florida xin hỏi anh Nghĩa Sữa đọc lại recipe được không? xin hỏi chanh là cắt ra từng lát hay vắt ra? Dạ thưa, chanh là phải vắt ra. Phải vắt ra một cấp. Còn gừng nữa với lại tỏi là chị Tố phải mua một cái máy nó là cái juicer đó. Chị Tố bỏ gừng vào trong đó nó thành ra nước nó chảy ra thôi. Chứ chỉ là phải một cấp nước đó đó. Công thức của anh đưa ra rất là hay. Show hôm nay rất là đặc biệt, rất là hay. Cảm ơn chị Tố Trần. Chị Ngọc với Duy Nha nghe nói Nguyễn Hồng Nhung vừa đám cưới phải không? Xin hỏi có đúng không? Chị Ngọc có thấy mấy cái hình không ta? Chắc chị Ngọc thấy mấy cái hình rồi. Chắc không để ý. Không, thấy rồi đó. Anh chiếu một nửa phút luôn. Vậy anh chiếu lại. Nói giỡn với chị Ngọc và quý vị. Đám cưới thì đã đám cưới rồi thưa quý vị à, và thưa với chị Ngọc là Nguyễn Hồng Nhung à, nếu mà chị chưa thấy những tấm hình đám cưới thì à, chị xem vào lúc 2-3 giờ sáng ngày thứ 6 à, 2-3 giờ chiều ngày thứ 7 và 2-3 giờ chiều thứ 3. Thứ 3. Đúng rồi. 2-3
3 giờ sáng. Chú Hưng xin hỏi Công Thành trong tương lai có dự tính mời nhạc sĩ nào lên để phỏng vấn không? Dạ thế nào cũng có chú Hưng. Ở Deacon, ở Missouri, em là fan của chị đó. Hôm nay chị có thể hát một bài tặng cho khán giả được không? Dạ từ nãy đã hát 3 bài rồi. Yeah. Nguyên cả gia đình đang ngồi xem. Dạ. Yeah. Đấy. Oh no. Cô kia cô lên cô bỏ cái giấy mà cô bỏ đi một nước luôn. Chết rồi, bây giờ phải đọc như là máy. Tôi rất thích anh Phong ở Maryland. Tôi rất thích chương trình của Công Thành. Dạ cảm ơn anh Phong. Cô Cathy Nguyễn, anh Nghĩa Sữa cho tôi xin lại recipe được không? Tôi rất thích chương trình của Công Thành, tuần nào cũng đoán coi. Ca sĩ Hồng Nhung có thể hát một bài để tặng cho khán giả được không? Dạ 3 bài rồi ạ. Chị Hạnh ở Florida, Công Thành ơi, hát bài Gặp Nhau Làm Ngơ được không? Lần trước hát tôi thích lắm. Anh hát thêm một lần nữa được không? Xin hỏi anh Nghĩa Sữa có vợ chưa? Chị Hạnh ở Florida có vợ chưa? Có mấy vợ rồi? Mấy vợ rồi ha. Anh dễ thương quá hà. Anh dễ thương quá hà. Dạ hiện tại thì em single. Ôi trời, bây giờ phải không? Yeah. Lucy ở Georgia. Dạ thưa, không có thì giờ Gặp Nhau Làm Ngơ. Chắc tuần tới Thành xin được cho chị Hạnh Gặp Nhau Làm Ngơ. Hôm nay nhìn Nguyễn Hồng Nhung giống baby quá. Dễ thương quá, thấy hình đám cưới dễ thương quá. Khi nào có baby thì chị báo cho người biết, cho mọi người biết để vui cho chị nha. Yeah. Em là fan trung thành của chị Lucy Georgia. Yeah. Ok, khi nào có baby sẽ la làng la xóm lên ngay. Đúng rồi. Đấy, đám cưới mà còn la to thế chắc có baby phải la to hơn. Tại vì nó trình hình nha, anh thấy ấy. Chừng nào mà quý vị thấy mà Nguyễn Hồng Nhung không đi hát năm là biết tại sao. No, em chỉ nghỉ có mấy tháng à, anh nói thế bổ sung không mời em đó. Em nói xem em đi, em xem hát. Khi nào to quá thì hát không được thôi. Ok. Không hề mời vậy á. Tôi rất thích chương trình này, nếu được thì anh Công Thành cho ca nhiều chút nữa thì em càng thích hơn. Anh Công Thành có thể mời Nguyễn Hồng Nhung lên chương trình một lần nữa nha. Tôi rất thích kiểu cách trò chuyện của Nguyễn Hồng Nhung. Cô ca rất là hay, cô nói chuyện rất dễ thương và có duyên. Cathy Kiều, tôi rất thích show của Công Thành ngày hôm nay, rất là hay. Nguyễn Hồng Nhung tuy hôm nay không mặc đồ sang trọng như những lần gặp trong những show trình diễn, nhưng hôm nay cô rất đơn giản và đẹp. Anh Nghĩa Sữa đẹp trai quá, có vợ chưa? Tuần nào cũng đi làm, cố gắng về sớm hoặc chuyển ngày nghỉ vào thứ tư để đón xem chương trình. Cảm ơn VHN TV. Cô Lệ, show Công Thành vui quá, anh Công Thành rất là đẹp trai. Nguyễn Hồng Nhung ca rất hay, Nghĩa Sữa thì rất là vui và dễ thương. Xin hỏi chương trình có thể kéo dài thêm 30 phút nữa được không? Anh Nghĩa Sữa nhắc lại rõ ràng hơn về công thức thuốc. Dạ thưa, nhắc rồi, hết giờ. Chào quý vị, hai vợ chồng tôi đang coi show hay quá. Ông xã tôi rất thích Nguyễn Hồng Nhung nên yêu cầu hát thêm một bài nữa để tặng, sắp sinh nhật của ông rồi. Tên là Trần Quang Nhi. Happy birthday to you. Yeah, happy birthday to you. À, tặng cho cô chú đang ngồi trước máy thu hình nha. Và tất cả những ai có ngày sinh nhật ngày hôm nay đều sẽ được ba anh em hát happy birthday to you. Ok, em bắt nhịp. Anh bắt cao sao em hát. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Minnesota, July 4 này là Nguyễn Hồng Nhung ở Minnesota. Hát lại bài Mai Em Đi được không? Lần trước đã hát rồi đi. Nhưng vì quá hay nên hát lại nữa. Nếu được Nguyễn Hồng Nhung có thể hát một vài câu được không? Dạ tôi hết giờ rồi. Chú Ngọc, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung ca rất hay và giỏi. Chị Linh ở New York, ông xã tôi nói toa thuốc anh Nghĩa Sữa cho thông tim cần 3 cấp mật ong. Anh ơi. Và uống vào. Anh. Nếu cái anh gì? Có khan nữa không? Không. Nãy giờ anh đọc không non stop vậy. Nếu hết bệnh thông tin tôi sẽ trở qua bệnh tiểu đường không? Có mật ong nhiều quá. Chào hết mọi người trong chương trình. Gia đình tôi rất thích chương trình. Không biết anh Công Thành sẽ có trở lại thăm trường Ta Be không? Dạ chưa có dịp ạ. Tôi là fan của anh Công Thành, chị Mai ở Reagan. Anh có thể đọc lại công thức thuốc được không? Tuần tới sẽ đọc lại. Và cái người chót là dì Bảy ở Boston. Tôi là fan của Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung có thể ca một câu trong bài Bắt Đầu được không ạ? Dạ thưa, dì Bảy hết giờ rồi. Chồng Nguyễn Hồng Nhung là ai? Có phải là trong giới nghệ sĩ không? Dạ thưa không ạ. Làm công việc gì? Dạ không biết ạ. Chừng nào Nguyễn Hồng Nhung dự tính có baby. Dạ hôm nay Nguyễn Hồng Nhung rất là đẹp và hát hay nữa. Hai vợ chồng nhìn rất là đẹp đôi trong hình. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Công Thành xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ tư tuần sau. Thank xin cảm ơn quý vị.